xin chào anh em mình là kiên chuyên review đồng hồ chính hãng rất vui khi được gặp lại anh em hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một trong những dòng máy đỉnh cao bậc nhất đến từ thương hiệu omega một chiếc omega vàng đúc vàng đỏ nguyên khối 18 k sử dụng lịch thường niên đây là một loại lịch rất là khủng dành cho những thiết kế đồng hồ cơ và với loại lịch này thì một năm anh em chỉ phải chỉnh lại lịch duy nhất một lần vào cuối tháng 2 mà thôi còn tất cả những tháng khác thì chiếc đồng hồ sẽ tự nhảy lịch được ở phần bên hông thì mình sẽ có được một thiết kế núm với khả năng chịu nước lên đến 100m rất là ổn áp. Còn ở hông bên kia thì anh em chỉ thấy được sự phối kết hợp giữa đánh bóng và đánh phay xước. Tạo ra được nét nam tính cũng như là sự nổi bật dành cho thiết kế đồng hồ. Ở đằng sau đấy thì mình sẽ có được bộ máy khủng 8611. Với phần rotor cũng như cầu cân bằng được làm bằng vàng đúc. Tiếp theo nữa thì sẽ là một bộ dây cũng sẽ được làm bằng vàng đúc vàng đỏ nguyên khối 18K. Tất cả những gì anh em thấy đây đều được làm bằng vàng K anh em sẽ chiêm ngưỡng được chiếc đồng hồ này khi mình cầm trên tay mặt trắng kết hợp với vàng đỏ nó sẽ tạo ra được sự sang trọng thanh lịch anh em sẽ thấy phần thân vỏ thì cũng tương đối là dày bởi bộ máy lịch thường niên luôn là một trong những bộ máy với rất là nhiều tầng máy khác nhau với size 41 mm thì nó sẽ phù hợp với anh em có chu vi cổ tay nhỏ có tay to cũng như cổ tay vừa trừ khi anh em tay quá nhỏ thì anh em mới không đeo được thôi bộ máy phía bên trong được hoàn thiện rất là xuất sắc Chiếc này hiện tại mình đang giao lưu với mức giá tương đối là êm, loanh quanh 465 triệu anh em nhé.